Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bên Con Hành. Ông ơi, dưới này nó quảng cáo tối nay cho mình có xiếc đó. Đúng rồi, xiếc thì có rất là nhiều trò vui các bạn ạ. Mình thấy là có khỉ đi xe đạp này, sư tử nhảy qua vòng lửa này, Bê Quy Thành phun lửa này nhiều. Đây, Bê Quy Thành phun lửa, các bạn xem Bê Quy Thành diễn xiếc này. Trời ơi, mình không làm được rồi các bạn ạ. Thế này mình mới phải đi xem, chứ mình mà làm được thì chắc là mình không cần phải đi xem mọi người. Và trước khi vào video ngày hôm nay, các bạn quên bấm nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo cho bọn mình. Còn bây giờ cùng Bên Con Hành và ốc đi xem xiếc xem hôm nay có chương trình gì hay nha. Ôi giời ơi, đang đi xem xiếc mắt liếc liếc thì bị bỏ vô tù, trông như con gà dù. Các bạn ơi, cứu mình với, mình bị cái con hề mặc tạp dề này nó bắt nhốt vào tù rồi, đang đi xem xiếc mà ốc. Mình nghĩ rồi các bạn ạ, không thể có người nào có thể cứu mình được đâu. Bọn mình bây giờ phải tự cứu lấy bản thân mình thôi. Con này nhìn quen quen, nó nổi trên YouTube thì phải, tên nó là Pony đúng không? Đúng rồi, con này nổi lắm, nó như kiểu bị mắc kẹt ở trong thế giới hoạt hình hay sao ấy. Xong bây giờ nó cũng bắt mình để mắc kẹt cùng nó luôn. Anh cứ ra với ông cứ ra đúng không? Nó cầm gậy nó quật cho một phát á, mông á, nổi cả lươn luôn các bạn ạ. Ui sợ quá, sợ quá. Đúng rồi, hết là rùi cui ấy. Bây giờ mình phải tìm cách thoát ra khỏi đây thôi các bạn ơi. Đi thôi, đi thôi. Ui các bạn ơi, nó kia kìa, nó còn đang đi tuần tra xem đứa nào vượt ngục nó quật cho ngất trên nền đất luôn. Đây này, đấy, trời ơi. Ông ơi, em đâu rồi? Bắt quả tang ốc đang đi vệ sinh đứng trong bồn cầu không hề ngầu, trông như bà bầu. Ông Bê Quy Thành đúng vô duyên luôn á. Anh sao anh lại nhìn em đi vệ sinh? Thấy chưa, anh bảo rồi, bây giờ nó nhốt chung cả nam lẫn nữ vào đây đi vệ sinh á, để người khác nhìn thấy ngại lắm. Bây giờ mình phải tìm cách thoát ra khỏi đây nữa các bạn ạ, không thể ở đây được. Đây này, lên đây Bê Quy Thành ơi. À, lên đấy à? Có mũi tên này. Ồ, bạn nào ở đây còn có mang cả gấu đi theo này. Đây 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 đây, trong này em biết rồi, đường lối thông gió. Hả, chui vào đường thông gió để thoát hả? À, đứa nào đủ đây đây, thằng này, à con này. Ôi là đúng rồi, cái bạn này cứ đủ nữa. Cứ đủ người khác thôi, ngã sấp mặt bây giờ. Nhanh lên cùng nhau trốn thoát đi, bạn này có vẻ là có kinh nghiệm trốn thoát khỏi đây, chắc bị bắt vào đây nhiều lần rồi. Anh ơi, cái này là cái gì nhỉ? Đâu, cái này là cái gì? Cái này là cái jetpack, là đeo đằng sau lưng là phản lực à? Đúng. Để bay, nhưng mà anh cần gì bay? Bây giờ mình phải chạy thoát khỏi đây, cứ lo mà bay, bay vào mồm nó ấy. Ôi ôi, con này là con gì đây, giống xấu như mặt ốc vậy các bạn ạ. Con nào? Con này á, nó không cười hở 10 cái răng mà nó cười hở 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái răng. Em không có tào lao như anh, em mới chạy đây. Con đấy xấu như anh thì đúng luôn á. Anh rơi xuống gai màu cam, anh chết nhăn răng rồi các bạn ạ. Đồ ngu. Hả, tất nhiên rồi, tại vì anh lúc nào cũng chật tào lao, thế nên là anh bị rơi là đúng. Ốc dám chê anh, con này là con Bonnie trong Five Nights at Freddy này các bạn này. Mình đứng đây chờ Bê Quy Thành. À đây rồi, Bê Quy Thành đây rồi. Ơ đó kìa các bạn ơi, bây giờ mà không cẩn thận nó quật cho anh chết, nó quên bấm nút. Trời ơi. Nó đuổi em, nó đuổi em nè. Nó đuổi em đâm vào mặt nó chết tơi luôn á. Ốc còn đâm vào mặt nó, anh cũng vậy, phải bấm nút các bạn ạ. Phải chạy đâu, cái chạy thôi à. Chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn đúng không? Lêu lêu, lắc đầu chưa, bế tắc chưa. Ui, nó có nhiều nhà tù để giam giữ tất cả mọi người, các bạn nhỏ lắm. Thôi thôi, em không biết, em phải đi thoát ra khỏi đây trước. Ui dồi, nó leo cả cây lan can, nó nhảy xuống các bạn ạ. Thôi thôi, của bạn kia hình như vừa nãy cũng vừa hẹo hay sao nên là đi sau bọn mình. Anh vừa chân chân anh nhảy xuống lại nhìn thấy rồi. Trời ơi, Bê Quy Thành báo quá các bạn. Không được rồi, không được rồi, đấy người ta gọi là ngu người không thể tươi cười. Đâu mình xem Bê Quy Thành đã được đây. Lỗi kỹ thuật tí thôi, nó gắn camera giấu sau cái ống màu xanh này này, anh biết thừa đây các bạn nhìn không? Lại rơi bây giờ ấy mà. Rơi sao được, nhảy hơi bị căng luôn. Bạn bị kinh rồi. Đi thôi, chúng ta đi ở dưới này nhảy xuống nha. Anh dẫm vào đầu ốc không ạ? Không, quá giờ có chuyện đó. Chơi đập được không? Không đập được các bạn ơi. Toilet đi. Toilet. Tè cái nhá, anh tè không được nhìn ai. Ôi trời ơi. Ông đi ra đây nhìn anh các bạn. Không, ai thèm nhìn. Tè. Xong rồi. Eo, Bê Quy Thành ơi, có người đi toilet không xả nước. Ốc, chính ốc các bạn không ạ. Không phải, Bê Quy Thành. Nhân lúc anh đi tè, ốc đi vào đây đi vệ sinh không xả nước bốc mùi. Các bạn tin anh đi, chính là ốc đấy. Không phải đâu, tại vì là nó làm gì có nước nữa mà xả đâu. Đây, đấy, đấy, chứng tỏ là ốc rồi. Đây, bây giờ là mình sẽ đào xuống. Đấy, ui rồi, ốc rồi.
tính đi, bọn mình không rủ ai, nhưng làm sao nhanh được, anh đuổi nhanh ngay. Nhanh như sao nhanh, nhanh luôn. Cái nhà tù này á, anh có kinh nghiệm vượt ngục rồi, làm sao mà rớt được. Ừ, nãy giờ anh rớt mấy lần ấy, em chưa rớt lần nào luôn ấy. Ủa gì vậy? Đâu rồi, cầu đâu hết rồi. Cầu á, cầu em nhảy nhanh quá nó biến mất rồi. Anh á, làm gì đuổi kịp được em. Anh làm gì được kịp được em, anh sao anh đấm thì em ngất chứ. Ui, đây là những khối, đây là khối gì, lập phương à? Ờ, những khối lập phương màu sắc giống như trong rạp xiếc đấy. À. À, em biết đoạn này đoạn gì. Ôi, bóng nổ, bóng nổ. Đâu, bóng nổ đâu, làm gì có bóng nào. Bóng lăn. À, quả bóng màu hồng luôn đúng không ạ? Ờ đúng rồi, quả bóng màu hồng luôn mà. Cực kỳ cutie hột me luôn. Chạy. Chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Nó lăn xuống. Chạy kịp. Ốc đi quá chậm, anh vượt qua ốc, anh trèo lên cầu thang. Ôi. Em biết thò đỏ mặt ra mà em lại chết rồi bên cạnh ơi. Thế thì em ngu phết. Thò đỏ mặt ra nghẽ tí là gì mà căng. Các bạn ơi, ở đây anh thấy có cả súng đây này. Súng này mua được không? Súng mua được bắn quái vật à? Ờ, anh thử mua xem nào nhé. 149 đô. Các bạn nhớ xem quảng cáo video cho anh nhá. Có đồ gì xịn anh mua các bạn xem rồi. Súng đâu? Ông ơi. Gì? Anh mua súng không có số. Lừa rồi. Bị lừa. Nó lừa. Ốc quá chậm luôn rồi. Ở đây là có một cái cánh cửa màu hồng, có hai ngọn đuốc cũng màu hồng luôn các bạn ạ. Ôi. Bên có thằng gì tận đâu rồi? Đây. Ôi, có một tên gọi là mặt rất là ngu. Lúc ấy mình chê nó, bây giờ nó đuổi, nó đập mình này. Oh no. Nó là người hướng nội đấy, nên nó mới quay mặt vào ấy. Xoay cái này, sau đó chạy vòng vòng. À, thôi trời ơi. Mình bị bắt rồi, hỏng rồi. Đồ ăn hại. Mình đã bị bắt rồi. Thế, mua súng rồi mà còn không dùng được súng. Đây rồi, nào. Đấy, mua súng rồi phải dùng được súng nào. Chứ. Không bắn được à. Cái gì ra bắn đấy. Là cái bị bắt không bán hàng không thế. Anh mua súng mình như chưa mua đạn đấy. Súng rồi phải có đạn chứ nhỉ. Mày rồi. Mày đuổi gì? Thật, mình chạy qua đây luôn. Các bạn đã đuổi bằng niềm tin. Các bạn thấy những cái lồng kia không? Đấy, nó sẽ bắt những người khác nhốt vào đấy. Đặc biệt là nó rất thích bắt ốc. Không đâu, nó thích bắt Bê Quy Thành ấy. Bê Quy Thành đẹp trai, nó bắt thì ôi, bắt chứ tí thì rơi. Đại ông anh bị rơi. Gì tại em. Chả làm cái gì mà tại người ta. Em đứng chắn trước mặt anh, em không nhìn thấy gì, đập đầu đất ngất. Ê, nhân cơ hội này mình đi trước Bê Quy Thành ấy. Nhân cơ hội anh đuổi kịp ngày. Kịp gì, em lên trước Bê Quy Thành ấy. Nhìn vẻ mặt tiếc nuối luôn, nhìn thấy ốc đang đi lên anh trên luôn. Anh nhốt em vào lồng màu vàng nha. Không bao giờ có tuổi. À, thấy ốc rồi, bây giờ mình sẽ đi lên cái cầu thang này. Đấy, không, thang không, này. Không có thấy tiếc gì. Thang này trông rất xịn. Được làm mà hai cái xích. Ôi dồi ôi, chưa kịp uống nước đã nhảy thành ra chơi chết toi các bạn ạ. Ôi dồi, con này mặt giống ngốc quá. Đâu à? Ờ, chưa uống nước à? Ờ, uống nước ở đâu đấy? Uống nước vào đi. À đây, quên mất chỗ này mình sẽ làm một lon nước. Uống. Ôi giời, đi nhanh quá, đập đầu đất ngất. Really nigga. Chấp bốc đi trước. Đây ông ơi, anh sẽ tới rồi. Ôi dồi. Ốc dụng, anh thấy các bạn ạ, anh thấy ốc dụng. Ô ô ô ô. Dụng nè. Ô ô ô ô gì, ô gì, ô gì. Tôi đã qua, còn ốc chưa qua được đâu. Ốc quá gà các bạn ơi. Ốc ơi, đi ốc. Trời ơi, gần đến nơi rồi mà còn chơi, canh quá đi mất thôi. Anh còn nhìn thấy ốc dụng xuống cơ mà các bạn, dụng như sâu vườn mà. Bình tĩnh mà nhảy thôi, có gì đâu mà phải vội. Trời ơi, mỏi tay. Ôi giời, cái mặt cực kỳ ngu ngốc đó là Trần Thị Ốc. Đấy, bây giờ là mình sẽ đi tiếp các bạn ạ. Quả nãy giờ mà mình đi thì ốc có mà hít khói, mình tới đích rồi, mình thoát khỏi đây rồi. Ốc ở đây một mình, chẳng qua là anh không muốn bỏ rơi ốc thôi. Mình sợ em bị con hề nó bắt mặc tạp dề và nấu ăn, nên là anh ở đây cứu em đấy. Thì mình phải lấy cái thang ở đây ra. Quên à? Cái thang ở đâu? Đây là cái thẻ mà. Thẻ đâu ra chính ra? Nó có camera, nó nhìn thấy kìa. Lấy thang à? Được rồi, lấy thang luôn. Lấy thang để vào đâu? Chém nóc nhà bắt con gà em ơi.
cực kỳ khó các bạn ạ. Mình đang ba đứa này đang đẩy trang vào nhau không để đi được. Anh lên được rồi, anh lên được rồi. Ok, cái thằng kia em đang leo lên, mình thích chưa đâu. Ông cứ cay là phá các bạn ạ. Em cứ để đi thôi. Ui, ở đây có thấy Freddy. Đây chắc là Freddy bố, cực kỳ ngố. Đây là Freddy con chạy lon ton cầm cái mic hát. Nó đi qua rồi mà anh thấy ốc còn chưa qua các bạn ạ. Đấy, lên được luôn này. Đây rồi, đây rồi. Xin giới thiệu với các bạn. Ê, ốc cực kỳ ngốc lại chui ra. Đây. Em cẩn thận là rơi đến những chiếc gai màu hồng. Là không bao em giờ rơi. Là em rụng sung luôn đấy. Đây, bây giờ mình sẽ đi lên đây các bạn ạ. Mình đi một mạch qua sông luôn. Qua sông cái gì? Ui dồi, trời ơi, là trình độ cao lắm. Các bạn lác mắt luôn. Ui dồi. Bạn này đi trước anh mà bây giờ vẫn còn ở đây. Trình độ quá kém. Đấy, người ta phải trình độ cao. Tèo 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 à. Quá cùi, ốc quá cùi các bạn ạ. Ốc tèo rồi. Ấy sợi anh gọi là như điệp viên luôn các bạn ạ. Có ghế chưa? Ghế chưa? Anh đúng ra không phải làm YouTuber mà là làm điệp viên ơ các bạn. Còn ốc là đứa ngáo ngơ. Đấy, bây giờ là anh bấm vào đây. Anh xong hết các nhiệm vụ đây luôn rồi các bạn. Ốc vẫn còn ở kia. Anh gọi là tính toán các đường đi nước bước. Làm một phát xong hết luôn. Đấy, bây giờ anh nhảy lên. Không phải đi vòng vòng. Anh xin lỗi các bạn nha. Đây sự cố. Sự cố chứ không phải là làm lố đâu. Đây rồi. Tí Dụng. Ôi bạn kia Dụng kìa. Dụng là đúng. Ôi em đâu rồi? Em đang đi lấy đây. Đi lấy thang đây. À đóng van chứ. Đây rồi. Anh lại phải đợi ốc các bạn ạ. Đấy. Ai rơi chứ. À ốc rơi sống anh. Chết nhăn rằng bạn kia còn có cái đầu là lông lông. Mình bị rơi các bạn. Nhìn lên ốc ơi. Lại rơi tiếp. Chỗ đấy còn rơi. Ui sao nhiều đứa rơi thế. Sao mày ngu thế hả? Điên nào. À biết à. Biết hết. Không có gì không biết. Chết rồi các bạn ơi. Rơi. Đoạn này là gió thổi bay bay ấy. Ôi anh chấp ốc đi trước các bạn nhé. Đấy chẳng qua là anh chấp ốc thôi. Chứ mà anh mà đuổi theo là ốc có mà hít khói nãy giờ rồi. Mình đi tranh thủ mình đi sớm luôn các bạn ạ. Đứa nào ra trước cả đứa đấy là ra trước. Ôi xong gì? Đóng cửa nhà tù nhốt đứa kia lại thế. À, sao? Ốc tính hãm hại anh biết ý đồ của ốc đại ngốc rồi. Ốc cần sao nhốt được anh đuổi kịp em ngay. À, nãy giờ anh đợi ốc hơi lâu và anh phát hiện ra ốc vẫn còn đang bay bay ở đây. Ốc còn không lên được, ốc quá trình độ quá cùi đấy. Anh quá cùi cái gì, mình đi. Anh đuổi kịp ốc luôn mà. À, chạy đi đâu hả con sâu. Đây rồi. Ê ôi, nhà tù gọi là nhà tù này gọi rất ảo ma can đan. Ôi ôi, con kia là con trộn mắt, nó có cúc ốc à. Gary đấy, nó tên là Gary. Tên nó là Gary, bây giờ lấy súng bắn cho nó ngu si em luôn. Em thấy súng rồi, lấy trước này. À, anh cũng lấy súng. Food bazooka, súng bắn đồ ăn. Ôi ôi, gì vậy trời ơi. Ê ôi, nó cũng chui ra được à. Bạc. Bằng à, mắc bàn. Không sao, trình độ cao nhảy lên mà tiếp. Bằng Nào lại đây, tôi bắn cho bà rụng nốt cái cúc mắt kia ra nhá. Bắn vào đầu này. Bắn vào đầu, bằng yes. Hạ gục nó một cách rất đơn giản các bạn ạ. Tuyệt quá. Người trình độ cao nó phải khác. Đâu rồi, ốc đâu rồi, anh bắn cho ốc giật tê tê đâu. Im, em sẽ bắn được nó rồi. Giật tê tê cái đầu anh. Giật tê. Bang. Không được bắn đồng đội. Rồi, đâu đồng đội nhảy xuống kia lăn lốc lốc như một đứa ngốc mang tên là ốc. Hè. Tốc độ cao quá. Dụng. Đây rồi, wow, cầu vồng luôn đó các bạn. Rất nhiều ô cầu vồng. Uầy, cái gì đấy? Nhìn nhiều gạch đỏ và vàng hoa cả mắt luôn. Đúng rồi, mình nên đi ra khỏi đây đi bê với hành ạ. Dập xiếc mà nên nó có những màu sắc sặc sỡ các bạn ơi. Đây, bây giờ mình phải bay lên trên này và tránh những cái laser.
Cái này á, anh biết cái này lần nào bay trả quà, nó dễ mà. Đấy, nó dễ mà. Mình cứ bay như trong video là được. Ok. Đây, cẩn thận các bạn. Ôi, ôi, tí thì đi. Đây, còn một cái nữa thôi, còn một cái nữa thôi. Ôi, em quá cùi, em quá lâu, anh chạy trước hả? Trời ơi, mình chóng hết cả mặt các bạn. Rồi, đây rồi. Đây là đoạn mà mình cần phải bắc cầu để mình có thể đi được các bạn. Ê, Bê Quy Thành bắc cầu một mình, Bê Quy Thành đi xong em đi ké được không? Không được. Không được à? Chứ bảo anh vứt cầu đi chứ không phải bắc cầu. Ôi, dùm Bê Quy Thành đúng là ngáo các bạn ạ. Ngáo cái gì, người ta trình độ cao người ta giả vờ ngu thôi. À, thế à? Anh chấp ốc thôi. Ôi, thôi, hỏng rồi. Hỏng rồi các bạn ạ. Áng chừng, áng chừng. Ôi xôi, đi như cơn gió luôn các bạn. Qua luôn, ốc có mà hít khói. Rồi các bạn ơi, ốc đến đây rồi, lần này mà ốc chết nữa thì toi luôn. Được chưa, được chưa. Rồi, thả đi. Ôi, được rồi. Ui giời ơi, quá là củi luôn các bạn ạ. Quá rồi, được. Đối thủ mạnh nhất của chúng ta đây rồi ốc ơi. Con Pomni, ngu si kia à. Ủa, nó có hai súng á. Anh có súng laser mà súng laser của anh bắn có mất máu đâu. Em biết rồi. Bây giờ bắn vào tay nó đúng bắn rồi. Nó đuổi em ơi. Tao sẽ phá phá luôn nó bắn. Ủa, nó xả súng vào đầu anh các bạn ạ. Nó cũng xả súng vào đầu em nữa nè. Anh bắn hỏng cái súng bên kia luôn đã. Nó điều khiển các bạn. Ai ạ? Ôi thôi, anh ơi, nó vừa tiêu diệt em chết toi. Anh né đạn của nó luôn. Ủi, súng 6 nòng cả, 4 nòng các bạn ạ. Nhưng gặp Bê Quy Thành bắn cho dụng sung ngay. Đừng có mà thể hiện trên cực cây cột điện với Bê Quy Thành. Nào bắn đi. Bắn đi. Vỗ tay. Rồi, xong hồi cuối cùng ốc cũng thắng được rồi các bạn ạ. Ốc đúng là đại ngốc, không thể tiêu diệt được cái con Pomni. Anh định để ốc ở đây ở với nó rồi. Nó bắt ốc qua. Sẽ có thêm chương trình gọi là ốc đi xe đạp các bạn. Không. Ốc đi xe đạp một bánh, ốc phun lửa, ốc gáy tiếng gà. Rồi bây giờ lên xe đi các bạn ơi. Chúng ta trốn khỏi nhà tù thôi. Bùm. Rồi các bạn ơi, vậy trong video ngày hôm nay, Bê Quy Thành của ông đã thoát khỏi nhà tù của tên hề Pomni gì đấy. Rất là kinh dị các bạn ạ. Nó bắt tụi mình nhốt lại, bắt tụi mình phải trở thành thú diễn xiếc cho tụi nó. Nhưng không okay, sao, mình thoát bye được bye. Rồi. Mình từ giờ mình sẽ không đi xem xiếc nữa đâu. Rồi bye bye các bạn. Không, mình vẫn đi xem xiếc nhưng mà đừng đến cái rạp xiếc của mấy đứa quái vật là được. Bắn mẹ. Rồi bye bye các bạn. Hẹn gặp lại bạn Việt sau.